Khi gặp phải tình trạng sỏi thận tiết niệu mà không điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ? Nếu bị sỏi thận tiết niệu mà không điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến 4 cái nhóm biến chứng. Nhóm biến chứng thứ nhất là gây tắc nghẽn. Có thể tắc nghẽn ở niệu đạo thì nó gây ứ nước tiểu bằng quang, và nếu ứ nước tiểu bằng quang nhiều thì nó có thể gây trào ngược nước tiểu lên, gây giãn đài về thận và ứ nước thận. Nếu tắc nghẽn ở niệu đạo thì nó gây ra ứ nước thận, và ứ nước thận có thể làm cho thận lớn rất nhiều và nó làm dừng cái quá trình lọc của cầu thận. Và cái ứ nước tiểu này thì nó gây ép cái nhu mô thận mỏng lại và nó gây ra suy chức năng thận. Cái nhóm biến chứng thứ hai đấy là nhiễm khuẩn tiết niệu. Với nhiễm khuẩn tiết niệu thấp ấy, thì cái việc điều trị không khó khăn lắm, tuy nhiên là nó dễ tái phát nếu không loại được cái viên sỏi này. Thế còn trong những trường hợp nặng thì nó có thể gây mù bàng quang, cũng là một cái biến chứng rất nặng. Nếu trường hợp mà gây viêm thận bể thận cấp có thể gây ra cái nhiễm khuẩn huyết cũng rất nguy hiểm. Và nếu điều trị không triệt để thì có thể dẫn tới viêm thận bể thận mãn và dẫn tới suy thận mãn. Cái nhóm biến chứng thứ ba đấy là chảy máu đường tiết niệu, thì có thể chảy máu ở đài bể thận, chảy máu ở bàng quang, chảy máu ở niệu đạo. Và cái biến chứng thứ tư đấy là suy chức năng thận.